Tại vì tôi rất mong chờ Da Hong Bao có thể làm cho tôi kiểu phê, có thể là một trong những chai nước hoa mà dành cho mùa đông mà các bạn chắc chắn sẽ tạo trend. Nhưng không. Chà, khá thơm. Và đây sẽ là chai nước hoa số 2 xuất hiện trong list nước hoa mùa đông năm 2023 dành cho nam giới ở cái phân khúc dưới 3 củ khoai. Và đó chính là Da Hong Bao của nhà Modern Bad Art. Đây, chai nước hoa ở đây, tôi sẽ ngồi gần vào cho các bạn nhìn. Đó. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cảm nhận của mình. Và tất nhiên chai nước hoa này nó cũng sẽ có một vài cái điểm yếu. Và để video này nó được bắt đầu thì các bạn đừng ngần ngại cái việc like ủng hộ mình nhá. Còn bây giờ thì chiến thôi. Rồi, điều đầu tiên, thương hiệu Modern Bad Art này đến từ một cái thương hiệu nội địa Trung Quốc. Và cái bộ sưu tập của nhà nước hoa này thì nó có khá là nhiều những cái mùi trà khác nhau. Hiện tại thì mình mới thử qua con đào và con Da Hong Bao thôi. Và còn nhiều mùi hương nữa. Thực sự thì khi mà mình được mọi người nhắc và hỏi nhiều về Da Hong Bao, và chai này nó hot cách đây khoảng tầm đâu đó tầm 2 tháng, thì có rất nhiều người hỏi mình. Và năm nay gọi là năm chen của trà nữa. Nhưng mà cá nhân mình thì mình nghĩ là ủi, nước hoa nội địa Trung Quốc thì chắc là có cái gì đâu đặc biệt đâu, thì mình cũng bỏ qua em nó. Nhưng khi cầm được em nó và thử thì mình đã khá wow về cái phần mùi hương này. Nên là cũng phải xác định với các bạn đây là thương hiệu nội địa Trung. Đó. Và cái nữa đó là cái phần thiết kế thì các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy ở đây. Cái tem này của mình hơi xấu. Và chai nước hoa này thì theo như chủ nhân của nó nói, đó là sau quá trình nó ship về Việt Nam thì toàn bộ cái băng dính họ dán hết vào phần mặt, nên là nó rất là dễ nhanh bay cái phần chữ. Chai này của mình thì hơi xấu, nhưng mà nếu như các bạn mua được những chai khác full thì mình nghĩ rằng là nó không bị lem luốc xấu như mình thế này. Đó. Và cái phần nắp này thì nó cũng là một cái phần nắp ở ngoài làm nhựa, nhưng mà nó khá là nặng. Các bạn hoàn toàn có thể cầm rất là chắc chắn. Và đây là phần vòi xịt. Tôi sẽ xịt từ cam này nhé. Đây. Hey, zoom vào đây để cho các bạn xem. Đó. Vòi xịt khá là ok, phun sương, ấn khá sướng, xịt. Tuyệt vời. Đó, mại là về thiết kế thì nó cũng có một cái nét gì đó khá là Trung Quốc ở đây. Các bạn có thể nhìn thấy cái thiết kế. À. Ui, mùi. Wow. Thực sự thì lúc mà tôi biết về em này và về phần giá của nó và sau đó thử mùi hương, nó thật là quá ấn tượng. Tại vì đây là một trong những cái mùi trà rất chân thật. Có lẽ clip trà của mình 10 con năm ngoái mình làm thì cũng là một sự thiếu sót khi mình không cho Da Hong Bao vào. Nhưng mà năm nay thì cũng đúng trend, nên là cũng rất là muốn gửi gắm em này đến với các bạn, đặc biệt là những người thích mùi trà sử dụng vào mùa đông. Thì cái mùi hương này ấy, thì khi mà các bạn vừa mới xịt ra thì các bạn sẽ nhận thấy cái nét hơi kiểu nhựa, có kiểu trà khô rất là rõ rệt. Và cái cảm giác đây nó cứ ngái, nó cứ làm sao ấy, và cảm giác hơi synthetic hóa học. Thực sự thì nó khá là giống những cái gói trà để lâu năm, xong rồi các bạn mở ra thì cái mùi hương nó ào ạt ập lên mũi. Và thêm một cái điều hay ho ở cái này, đó chính là ở cái phần top note, ngoài cái nét kiểu nhựa sao trà khô ra, thì các bạn còn ngửi thấy cái kiểu như kiểu mùi trà hỏng ấy, mùi để lâu quá. Và một cái nữa, đó chính là cái nét khói của chai Da Hong Bao ở cái phần top note, nó cực kỳ là thú vị. Khi mà con này nó chỉ cần ở khoảng tầm đâu đó 3 phút ở trên da, thì các bạn sẽ nhận thấy một cái bay mùi khói cực kỳ rõ với cái nét thơm lựng ngút ngát của trà. Lúc này thì nó làm mình nghĩ tới cái hình ảnh, đó là bạn nào mà làm môi trường văn phòng thì chắc chắn là các bạn quen với cái phong tục, đó là sáng này ra thì các cô các chú già ở cơ quan sẽ phải uống nước chè. Và cái cảm giác khi mà chúng ta vừa mới có cái ấm nước sôi, chúng ta đổ vào cái ấm chè mà trong đó có để sẵn chè rồi, thì khi mà các bạn đổ vào ấy thì cái nhiệt độ nó tăng lên, nó kích thích cái mùi thơm của trà khô nó ập lên mũi. Và lúc này thì Da Hong Bao nó mang tới đúng cái cảm giác mình đang rót những cái nước nóng vào những cái ấm trà. Và cái loại trà đây là một cái loại trà cao cấp hơn, lúc này thì mùi nó ào lên mũi, rất là thơm, rất là thích. Và cảm giác đây là những cái loại trà hảo hạng, trà xịn ấy. Và nếu như những bạn nào mà có làm về cái lĩnh vực mà cà phê hay là bán trà, thì mùi hương này ở cái phần sau 5 phút xịt,
Các bạn biết nó giống mùi gì không? Đó chính là nó giống với mùi trà ô long. Nhưng cái trà ô long ở đây thì ngoài cái việc họ mix là sử dụng trà đen ra, họ đã mix với nhiều loại trà khác. Nó có một cái bay hơi ngọt trái cây ở khoảng giữa. Nhưng cái mùi hương này nó lại tiếp tục biến chuyển. Có nghĩa rằng là các bạn sẽ thấy mùi hương nó liên tục biến chuyển sau khoảng tầm nửa tiếng đồng hồ ở trên da. Và rồi thì nó sẽ lên cái mùi trà nhài ngọt và ngửi rất dày, và cái cảm giác khói, cái kiểu cái nước sôi nó ập lên mũi. Và lúc này thì mình wow, thực sự là mình rất ấn tượng về Da Hông Bao ngay khi mà ngày đầu tiên mình xịt. Và nếu như bạn nào có xem cái buổi live của mình cùng với Phúc hôm thứ 6 khá lâu rồi, thì hai anh em mình có nói về cái mùi trà này. Thực sự thì ban đầu đó là mùi trà sao khô hơi nhựa một xíu, về sau thì lên trà khói, và cuối cùng thì là lên trà ô long cùng với cái nét nhài. Mình thực sự rất 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 ấn tượng về mùi hương này, và có thể nói là đây là một trong những cái lựa chọn trà giá rẻ cho những cái ngày đầu đông cực kỳ hợp lý. Nhưng nếu một mùi ngon như vậy giá rẻ thì nó cũng phải có điểm yếu, và bây giờ sẽ là điểm yếu của nó mà mình muốn chia sẻ tới mọi người. Cái điểm yếu đầu tiên đó chính là về độ lưu hương, và hay còn gọi là hiệu năng đó. Cái độ lưu hương của con này ở trên da mình chỉ đâu đó khoảng tầm hơn 3 tiếng một xíu thôi. Đây là một cái độ lưu hương tôi đã phải test rất nhiều lần, tại vì tôi rất mong chờ Da Hông Bao có thể làm cho tôi kiểu phê, có thể là một trong những chai nước hoa mà dành cho mùa đông mà các bạn chắc chắn sẽ tạo trend. Nhưng không, nó chỉ khoảng tầm 3 tiếng đến 4 tiếng ở trên da, nếu da hôm nào trộm vía vừa mới tắm xong buổi tối. Có nghĩa là 7 giờ mình tắm xong ăn cơm xong thì mình xịt Da Hông Bao thì đến khoảng tầm 11, 12 giờ là mùi hương nó đã rất nhẹ và như không ngửi thấy gì. Và cái yếu tố tiếp theo đó chính là ngay khi cái mùi hương này vừa mới ra khỏi chai nước hoa này thì nó tỏa cực kỳ tốt. Mình đảm bảo rằng trong một cái không gian phòng đâu đó 20m2 thì mọi người đều có thể ngửi thấy em nó. Nhưng sau khoảng tầm nửa tiếng đến 45 phút đồng hồ, nó nhanh chóng trở thành một cái mùi skin care tỏa khoảng tầm nửa cánh tay và dần dần chết yểu ở trên da. Thực sự thì tôi rất mong chờ đây là một cái mùi có thể bám tỏa tốt hơn, tại vì nó thực sự là một cái mùi trà cực kỳ tuyệt vời. Nhắc lại một lần nữa là như vậy. Tiếp tới thì sẽ là cái phong cách. Với nhiều người thì trà ngay cả ở đời sống hàng ngày nó đã không phải là một thứ đồ uống mà chúng ta lựa chọn hàng đầu, đặc biệt là những người mà thích uống trà. Ở đây mình không nói trà đá nhá, trà đá thì ngồi chờ người yêu, hay là kể cả làm việc gì, hoặc là anh em đi trốn việc ở công ty, hay là kể cả cuối tuần nhá, thứ thì anh em thích ngồi trà đá. Nhưng mà trà đá thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Nhưng mà để chúng ta uống trà vào buổi sáng, chè, nước chè gọi là như vậy cho dễ, thì các bạn nhìn đấy, độ tuổi của những người thích uống nước chè thường thường nó phải rơi tầm 25 đến 27 tuổi. Đã là người có gia đình và có cái xu hướng kiểu thành một thói quen, tôi thích ăn sáng xong tôi tráng miệng một chút bằng nước chè, hay đặc biệt là cái món nước chè cùng với chè lam, đúng không? Đó, thì cái yếu tố ở đây đó chính là về cái tính ứng dụng thực tế của mùi hương này nó không nhiều. Các bạn có thể xịt mùi hương này vào một ngày cuối tuần chill nhẹ nhàng, ngồi ở nhà tự pha một cái ấm trà, hoặc đơn giản là các bạn muốn thả mình một cách nhẹ nhàng để tận hưởng một ngày cuối tuần hoặc là một cái thời gian nghỉ ngơi nào đó, thì các bạn có thể mặc Da Hông Bao của Modern Bath. Và với mình thì ngoài những cái dịp đó ra thì trà cũng thực sự không có giới hạn về giới tính, nhưng mà thường thì sẽ là những người đàn ông sẽ thích cái mùi hương này, còn đối với các bạn nữ thì nó sẽ không được khoái lắm, đặc biệt là với những bạn nữ trẻ. Thế nên là cái mùi hương này thì tôi nói thật là để bảo là xịt đi hẹn hò thì mình nghĩ là các bạn nữ cũng sẽ không ấn tượng đâu. Nhưng nếu như bạn là một người thích trà, thích nước chè và nước chè nóng thì mình nghĩ đây là một trong những lựa chọn rất ok, đặc biệt là với cái phần giá thành của đâu đó tầm một củ khoai cho một chai, ở đây là chai 70ml thì khá là ổn đấy, đúng không? Một cái mùi trà rất chân thật, và đây cũng sẽ là một trong những chai nước hoa mà có mùi trà ở cái phân khúc giá rẻ mình đánh giá cực kỳ cao, để các bạn có thể hình dung và mường tượng được đó là
cái mùi trà ở trong nước hoa nó sẽ làm như thế nào trước khi các bạn đến với một cái lít trà cao cấp hơn mà mình đã làm ở năm ngoái đó. Nên là cái tính ứng dụng của con này nó thật là không cao, nó sẽ là những cái mùi chill nhẹ nhàng hoặc là dành cho ai là fan của trà, fan của nước chè nóng thế thôi, đơn giản chỉ có vậy. Đặc rồi xanh xanh rồi lên mùi khói rồi một chút chát chát, tất cả những cái gì về các bạn hình dung là nước chè nóng hoặc là trà ở Việt Nam thì Dao Ông Bao đều làm được và đánh giá cực kỳ cao về sáng tạo mùi hương này. Chỉ có một xíu đó là những cái điểm yếu mà mình đã vừa nêu qua. Và nếu như bạn là một người thích Dao Ông Bao của Modern Bath Art thì mình rất mong các bạn có thể chia sẻ cảm nhận của các bạn xem là liệu đây có phải là một cái chai lỗi không, mà tại sao hiệu năng của nó lại bám kém thế. Tại vì tôi cũng có hỏi nhiều người ở trên kênh YouTube và TikTok của tôi là Dao Ông Bao bám kém không, thì có người bảo bám tốt, có người bảo là em chỉ được khoảng tầm 3 tiếng giống anh thôi. Thì rất là mong các bạn có thể chia sẻ cảm nhận. Còn với mùi hương này thì không giới hạn bất cứ về phong cách hay là về độ tuổi như thế nào cả, đơn giản thích trà thì quất thôi, chờ gì nữa đúng không? Dao Ông Bao.